Thân ái chào mừng cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em có một lô đất mặt tiền đường bê tông khu dân cư Đông Kính luôn. Đất tọa lạc ấp Bầu Dừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu của chú chị ha. Thì từ vị trí đất này mình sẽ ra quốc lộ 22B, này khoảng mấy trăm mét ta? 400 mét. 400 mét của chú anh chị ha. Mình về trung tâm thị trấn Gò Dầu là khoảng 4 cây không? 4 cây. Về trung tâm thị trấn Gò Dầu là 4 km ha. Thì từ vị trí đất này mình sẽ cách bến xe An Sương là tầm 53 km của chú anh chị ha. Đó. Thì lô đất mình giới thiệu đến cô chú anh chị ngày hôm nay là ở đây nè. Từ mí hàng rào này cô chú anh chị ha, mình sẽ kéo ngang qua hết tới mí hàng rào bên kia luôn là 15 m. Hậu dài 50. Đó, thổ cư gần 300 thổ cư ha. Thì chủ bán hết đất với giá mong muốn là 70 triệu 1 m. Nó gặp chủ thương lượng. Thì bây giờ cô chú anh chị mình mua 10 mét thì chủ bán 10 mét ha, để là 5 mét. Còn nếu mà mua hết đất thì bán hết đất. Nói chung là như vậy đi. Đó, đường hiện tại là đường bê tông, đường cùng, khu dân cư đông. Đất mình quay mặt về hướng hướng nam. Để coi. Rồi, đất mình quay mặt về hướng nam của chú chị ha. Đó. Thì từ vị đất chỉ tí đất mình ra quốc lộ 22B ngã ba Gò Chùa, đèn xanh đỏ ha, đầy đủ tiện ích công năng, nói chung là chợ, ủy ban xã Phước Trạch, chợ Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, đầy đủ, nói chung bán kính 400 mét của chú chị ha, không thiếu gì thứ gì đó. Bây giờ mời cô chú anh chị mình xem lại cam ha.